Trước đó, anh Nguyễn Chánh Đinh, cán bộ văn phòng của Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang đã đến cơ quan làm việc như thường lệ, thì bất ngờ anh Đinh phát hiện thấy cửa chính vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và phòng kế toán đã bị cắt khóa, và nghiêm trọng hơn khi két sắt tại phòng kế toán đã bị kẻ gian đục phá bung cửa. Lúc đến cơ quan làm việc thì mình phát hiện cái cửa chính trước vào cơ quan trụ sở đó là bị phá khóa. Lúc đó mình gọi cho đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã đó, anh Hồ Việt Trung, là nghi vấn trong cơ quan có sự cố. Sau đó là cái đồng chí Trung qua cơ quan, qua trụ sở, là hai anh em đi vào phát hiện cái cánh cửa phía bên hông này thì bị mở hé ra, thì hai anh em mới đi tới đây thì phát hiện, là nhìn vào thì phát hiện ở phòng làm việc của kế toán tài chính xã đó là cái két sắt bị phá thế này. Thì phát hiện là thấy như vậy là mình nói là bị kẻ gian đột nhập trộm cắp là chắc rồi, cho nên mình điện báo cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã để chủ tịch chỉ đạo lực lượng công an lên để bảo vệ hiện trường, sau đó thì điện báo cho công an cấp trên để về khám nghiệm hiện trường và làm nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và tiến hành các bước điều tra. Theo thống kê ban đầu, số tiền Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang bị mất là khoảng 330 triệu đồng, bao gồm tiền lương, tiền phụ cấp và tiền quỹ hội nông dân, quỹ khuyến học. Miền Đông 24 giờ, bản tin đặc biệt cho khu vực Đông Nam Bộ. Hãy đón xem bản tin Miền Đông 24 giờ, 18 giờ mỗi ngày trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Bình Dương.